Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn đi vào nhận định dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Ajax Thanh và Bochum. Trận đấu này diễn ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 1 tháng 4 năm 2023 trong khuôn khổ vòng 26 Bundesliga mùa giải 2022-2023. Lúc này Ajax Thanh rất cần một chiến thắng để giải tỏa cơn khát sau chuỗi trận thất vọng vừa qua. Cụ thể là họ đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, bao gồm 4 vòng đấu tại Bundesliga, 2 trận thua trước Napoli ở vòng 1/8 UEFA Champions League và trận hòa trước Kronosphorn tại sao hữu cách đây một tuần. Với chuỗi trận nghèo nàn đó, Ajax Frankfurt không những bị loại khỏi UEFA Champions League mà hiện họ đang bị top 4 bỏ xa với khoảng cách lên tới 6 điểm. Cụ thể là họ đang có 40 điểm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 25 lượt trận, trong đó mới có 11 trận thắng kể từ đầu mùa giải. Trong khi đó về phía đội khách, Bochum từng có khoảng thời gian dài trật vật ở vị trí bét bảng nhưng hiện tại đội bóng này không những đã bứt phá khỏi nhóm cầm đèn đỏ mà đang hơn nhóm này tới 4 điểm sau 4 vòng đấu liên tiếp không thắng, thậm chí đều là những trận thua với tỷ số cách biệt và không ghi nổi bàn thắng nào, thì ở hai vòng đấu gần đây, đoàn quân huấn luyện viên Thomas Lex bất ngờ giành 6 điểm tuyệt đối, ghi 3 bàn và không nhận bàn thua nào. Càng ấn tượng hơn khi ở vòng 25 vừa qua, Bochum đánh bại cả RB Leipzig, đối thủ mà lượt đi họ từng thua 0-4 ngay trên sân Red Bull Arena. Nhận xét về kèo bóng đá trận đấu giữa Ajax Frankfurt và Bochum, các nhà cái châu Á cho rằng với việc đã dừng bước tại UEFA Champions League, A-Track sẽ tập trung toàn lực cho mục tiêu cạnh tranh mùa suốt trong top 4 ở Bundesliga mùa này, được chơi trên sân nhà và được đánh giá cao hơn về thực lực so với Bochum. Không bất ngờ khi A-Track được đánh giá cao hơn ở trận đấu này, nên nhớ họ đã bất bại 5 trận sân nhà gần đây tại Bundesliga, trong đó có tới 4 trận thắng với số cách biệt. Vì vậy, với lợi thế sân nhà, A-Track được đánh giá cao hơn Bochum ở trận đấu này và lựa chọn đội chủ nhà là lựa chọn đáng tin cậy hơn về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Ajax Frankfurt và Bochum. Ở trận lượt đi thì Ajax Frankfurt từ bị đối thủ này ghi tới 3 bàn, tuy nhiên trong cả 5 lần đón tiếp đối thủ này trên sân nhà gần nhất, họ đều ghi không dưới 2 bàn mỗi trận. Hiệu suất ghi bàn trên sân nhà của Ajax Frankfurt cũng cực kỳ ấn tượng khi đã có tới 27 bàn sau 12 trận đã qua và hiện đang nằm trong top 4 đội có thành tích ghi bàn tốt nhất chỉ sau RB Leipzig, Dortmund và Bayern Munich. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Ajax Frankfurt và Bochum sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi. Đánh giá về kèo bóng đá trận đấu giữa Ajax Frankfurt và Bochum, các nhà cá châu Âu cho rằng dù từng bị đối thủ này giành chiến thắng 3-0 ở lượt đi, nhưng Ajax Frankfurt hoàn toàn có thể đòi lại món nợ này ở lần tái đấu này khi họ được chơi trên sân nhà. Nên nhớ là trong cả năm lần làm khách trên sân của Ajax Frankfurt, Bochum đều ra về trắng tay, trong đó có 3 trận thua về số cách biệt. Ngoài ra, Ajax Frankfurt cũng đang sở hữu phong độ sân nhà khá tốt tại Bundesliga khi bất bại 5 trận gần nhất với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Vì vậy rất khó để Bochum có điểm ở chuyến làm khách này tiêu chung lại nếu như check Facebook đã tỏ ra rất hiệu quả mỗi khi được thi đấu trên sân nhà thì sân khách lại đang là điểm yếu của các cầu thủ Bochum cụ thể là đội bóng này đã nhận tới 11 thất bại sau 13 trận làm khách đã qua tại Bundesliga mùa này chỉ ghi được 9 bàn và nhận tới 35 bàn thua trong đó có tới 8 trận thua với tỷ số cách biệt đáng nói là những trận thua của Bochum chưa trước cả những đối thủ được đánh giá không cao như san cơ không bốn wader bremen hay Stuttgart. vì vậy theo các chuyên gia đội nhà được dự đoán sẽ đủ sức giành chiến thắng cách biệt trước Bochum ở trận đấu này được biết trận đấu giữa e Czech Phanh và Bao Chum trong khuôn khổ vòng 26 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 1 tháng 4 năm 2023. Theo bạn giữa e Czech Phanh và Bao Chum đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tim bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.